lông của chúng nó rất là bẩn nhá, nhìn cái tay nó đang bám bẩn lên này. Mà nhìn con chó nhìn nó vẫn bóng mướt này, tức là gì, nếu mà lông nó sạch hơn thì nó còn bóng nữa đó, tại vì là chúng nó không có bị hôi, thành ra là mình ít tắm á. Thường thường nếu mà mùa hè hay mà siro lên này, đang nói chuyện về siro đây, đây ngồi xuống nhìn vào máy bay, à, ngồi xuống nhìn thẳng máy bay, à, nếu mà mùa hè ấy thì yên nhìn vào máy quay để anh đang nói chuyện về siro đấy. À, nếu mà mùa hè, chờ ngồi yên đấy, ngồi yên anh chỉnh lại xem là ok chưa, thế này đi. À, rồi nếu mà mùa hè ấy thì thường thường là khoảng 1 tuần 10 ngày mình tắm cho chúng nó 1 lần để nó nóng. Còn nếu mà như mùa đông, thu đông như này thì thường thường ấy 3 tuần tắm 1 lần. Siro lên. Cho được nhường chỗ cho Pila. Thế Pila lên đi. Pila lên ghế ngồi. Lên. Lên ghế này cơ. Muốn vào máy quay con nào muốn lên TV thì lên đây. Lên đây nào. Siro nằm xuống. Đây mọi người nhìn Siro nhá. Nhìn Siro là lông của Siro rất là bóng, nhưng thực ra Siro đang thay lông. Trên người Siro là rất nhiều lông. Đấy nhá. Hôm nay đã sẽ làm lông cho Siro này. Đấy. Siro đang thay lông và rụng lông ra nhà. Vui rồi. Nha, xem hôm nay làm lông người Siro được bao nhiêu lông. 2 ngày đã không làm lông, rụng ra nhà nhiều quá. Nha, làm lông đơn giản. Lùi lại. Nhìn con chó là thế thôi, chứ còn khi mà nó thay lông nó nhiều lông lắm, nó rụng nhiều lông lắm. Đây là đã rụng lông mấy ngày liền rồi. Thôi là xin cái đẹp Pila xích ra nào. Để chỗ cho con Siro đi. Để chỗ cho con Siro nó lên TV. Hai mẹ con lên ghế đằng sau đi. Hôm nay để cho con Siro nó lên TV đi. Nhá. Hôm nay cho con Siro nó làm idol ngôi sao đi. Dứt cái lông vào đi cho nó đỡ rụng lông ở nhà. Chủ động cái lớp lông cũ là nó thay đi thì cho nó rụng luôn, cho nó đỡ phải rụng từ 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 từ. Messi bên này Pila lên ghế kìa, hai đứa Messi lên ghế kìa, lên ghế đằng sau rồi, ghế đằng sau, lên trên ghế đằng sau rồi, thiết ghế đằng sau, lên ghế đằng sau rồi. Đấy anh đấy, mình đang nhổ lông cho con Siro có nhìn thấy không? Đang đổ lông con Siro đây này, đang đầy lông này để cho nó đỡ rơi ra nhà này, chứ không nhìn lông nó bay lung tung cả. Này, nó đầu rơi đấy này, thấy không? Trời ơi. Có độ thống nhất, ngược lông có độ thống nhất, chỉ cho không bị đau. Ôi chị mắm gào rồi, đang tạo tay trong siro nhá. Tôi đã ra là mình xuống giúp chị mắm đấy. Chị mắm đang gào cái gì thật, chị tự mắm đang gào cái gì thật nhất. Hết thì không thể bao giờ hết được. Gọi là gọi để cho nó đỡ rụng.
dụng gần nhà. Rồi, quay mặt lại. Đấy, nhìn cái bản lông thấy chưa? Thôi được rồi, để nguyên cái lông này. Thay người lại, thay đầu lại đây. Quay con lại đằng kia. Đó, lại bên này. Rồi, chọn. Chụp tay nhanh nhất nhé, tay nhanh nhất mà tay thì con chó đỡ đau hơn, là đấy lực chặn, lực chặn con chó đau hơn, chặn cũng khá là chuẩn, tay cứ cào cái này nó vẫn phê, làm chứ làm đi. Chị bắn nó xong, chị bắn ngồi yên lại, yên lại nha. Đó, mọi người thấy chưa? Nhìn siro lông bóng bướt đấy, nhưng mà thực ra bới ra thì không biết nó bao nhiêu lông, bao nhiêu lông rụng, nhìn nó vẫn bóng chưa? Đó, đó là bởi vì nó được ăn cái chibi ở đằng sau kìa. Đó, cái chibi ở đằng sau đó, nhìn nó bóng bướt luôn, dù là trên người của nó còn đầy lông rụng luôn mà chưa có cào hết đâu. Đã được mớ như thế này rồi, mới cào 2 hôm trước xong, còn nhiều lắm, nhưng mà cứ 2 ngày cào một lần thôi. Vẫn để lên cơn hâm gì đây. Kệ chị, chị lên chơi một tí rồi chị xuống. Thôi được rồi, hiểu chị mẫn quá. Đó là cái cách vô cùng đơn giản để cho con chó nó có cái bộ lông bóng mượt, là mọi người bổ sung cái chibi powder này hàng ngày trong các bữa ăn. Thì mọi người có thể nhìn thực tế đấy, đây nhá, tay này, 2 tuần nay
3 tuần nay giờ không có tắm cho chúng nó. Và khi mà nhìn như thế, mọi người nhìn mình dùng tay mình cào nhé, là lông của chúng nó rất là bẩn nhé. Nhìn cái tay nó đang bám bẩn lên này. Mà nhìn con chó nhìn nó vẫn bóng mướt này. Tức là gì, nếu mà lông nó sạch hơn thì nó còn bóng nữa. Đó. Tại vì là chúng nó không có bị hôi. Thành ra là mình ít tắm á. Thường thường nếu mà mùa hè ấy mà Siro lên đây, đang nói chuyện về Siro đây. Đây, ngồi xuống nhìn vào máy bay. Ngồi xuống nhìn thẳng máy bay. Nếu mà mùa hè ấy thì được rồi, yên, nhìn vào máy quay. Để anh đang nói chuyện về Siro đấy. Nếu mà mùa hè, chờ, ngồi yên đấy, ngồi yên. Anh chỉnh lại. Xem là ok chưa? Thế này đi. Rồi. Nếu mà mùa hè ấy thì thường thường là khoảng 1 tuần, 10 ngày mình tắm cho chúng nó một lần, rồi nó nóng. Còn nếu mà như mùa đông, thu đông như này thì thường thường ấy, 3 tuần tắm một lần. Siro lên. Cho được nhường chỗ cho Pila. Thế Pila lên đi. Pila, lên ghế ngồi. Lên. Lên ghế này cơ. Muốn vào máy quay, con nào muốn lên TV thì lên đây. Lên đây nào. Có đứa nào lên không? Không đứa nào lên thì con Yumi lên. Ok, Mi ngồi đấy. Rồi, thì anh phải rửa tay đã. Đó, thì mọi người, để mọi người nhìn cái thực tế cái con chó nó thay lông đấy. Một mớ lông như thế này, 2 ngày một lần nó thay, nó ra nó rụng nhiều như thế này. Mà con chó nhìn lông nó vẫn bóng mướt. Thì mọi người cứ thế, không phải, đây nó là thực tế. Thực tế nếu mà mọi người cho con chó nó ăn cái chibi này với những cái giống chó lông dày ấy, tức là những giống lông chó lông ba lớp kiểu như là Golden hay là Husky, Alaska, Corgi hay là Phúc Sóc, những cái giống mà nó như rất là nhiều lông, thì cái bộ lông của nó không những là nó bóng mà nó còn dậy màu nữa. Tức là với những con có mảng màu vàng này hay mảng màu nâu này, tức là các cái mảng màu thì nó sẽ dậy màu, nó sẫm hơn nhìn trông. Và khi mà chúng ta sờ vào cái lông của con chó, cái lông của nó có độ bông hơn, nó mềm hơn, nó bông hơn, nó mềm hơn, và cái lông nó dày hơn, sờ nó rất là mịn, sờ nó rất là thích tay. Và lâu phải tắm, bởi vì cái lông của bông thì nó không bị bết. Đó, nó rất là lâu bị bết cái bông. Mọi người mà nuôi những cái giống chó nhiều lông ấy, có thể là sau khoảng 1 tuần mọi người tắm là mọi người đã thấy cái lông nó bị bết rồi. Thì nếu mà mọi người cho ăn cái chibi ấy, thì có thể 2 tuần mọi người sờ lông nó vẫn có độ bông, nó không bị bết lông. Thì nó tránh được những cái bệnh về da, tránh được nấm da mọi kia. Cách dùng thì rất là dễ thôi, chỉ cần đảo vào trong cái đồ ăn cho nó là ok rồi. Ok, hy vọng là cái video này nó hữu ích cho mọi người nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.